Thưa quý vị, ngày 13 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu điều kiện để Washington xem xét tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nay là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Dù lên tiếng ủng hộ động thái của Mỹ, song Nhật Bản và New Zealand đều nhấn mạnh tiến trình này không phải là điều dễ dàng. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ chỉ tham gia CPTPP khi hiệp định này có những điều khoản tốt hơn hẳn so với dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh Mỹ hiện đang có thỏa thuận thương mại song phương với 6 trong số 11 nước thành viên CPTPP và đang thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, nền kinh tế lớn nhất CPTPP ở thời điểm hiện tại. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump yêu cầu giới chức nước này xem xét khả năng gia nhập CPTPP. Nhiều nghị sĩ thuộc những bang có nền nông nghiệp mạnh của Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ. Dù cũng hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Trump, song một số nước thành viên CPTPP lại khẳng định quá trình để Washington trở lại hiệp định này không phải là điều dễ dàng. Nếu Tổng thống Trump hiểu rõ về sự quan trọng và tầm ảnh hưởng của TPP, thì chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh. Dù vậy, chúng tôi cũng cho rằng rất khó để đàm phán lại hiệp định này bằng cách rút bớt một số điều khoản. Nếu Mỹ lựa chọn tái tham gia CPTPP, sẽ cần phải có một tiến trình khác, bởi Washington không thể tham gia một hiệp định đã được thông qua. Hiện CPTPP đang ở trong giai đoạn phê chuẩn, và tôi cho rằng tiến trình này cần phải tiếp tục được thực hiện. Theo giới phân tích, nguy cơ nổ ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang dẫn tới sự thay đổi trong chính sách của Washington, trong đó hướng tới mở rộng thị trường thông qua những hiệp định đa phương như CPTPP. Tuy nhiên, tái gia nhập hiệp định này sẽ là công việc phức tạp khi 11 nước thành viên đã phải mất nhiều tháng đàm phán lại mà không có sự góp mặt của Mỹ để chính thức ký kết CPTPP hôm 8 tháng 3 vừa qua.